với chủ đề quê hương và tình yêu. Lời đầu tiên, anh Chi xin phép được thay mặt cho những người thực hiện chương trình kính gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính chúc quý vị có một đêm thưởng thức âm nhạc trọn vẹn. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Vĩnh Lộc tên thật là Nguyễn Vĩnh Lộc, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1959 tại Phan Thiết, Bình Thuận. Hiện ông đang giữ chức vụ phân hội phó phân hội âm nhạc Bình Thuận, hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận. Trước giải phóng, ông là học sinh tại trường Trung học Phan Bội Châu Phan Thiết. Năm 1977 thì ông đi bộ đội làm trinh sát pháo binh quân khu 5. Sau năm 1985 thì ông tham gia công tác tại ban tổ chức chính quyền thị xã Phan Thiết cũ, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đức Thắng, và năm 2019 là ông chính thức nghỉ hưu. Về quá trình tham gia sáng tác âm nhạc, ông bắt đầu viết chính thức vào năm 2013, tham gia Hội Văn học Nghệ thuật năm 2017. Năm 2019, ông được bầu làm phân hội phó phân hội âm nhạc tỉnh Bình Thuận. Đã sáng tác trên 200 ca khúc và đã đăng ký bản quyền 143 ca khúc, đã nhận được nhiều giải thưởng cấp quốc gia, bộ ngành, các tỉnh, cụ thể như giải nhì trong một hội thi không có giải nhất Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2018, giải Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2019, giải nhì không có giải nhất trong Festival Heart Đà Lạt năm 2015-2016, giải khuyến khích Bộ Giao thông Vận tải năm 2016, giải khuyến khích Bộ Công an năm 2017, giải nhì Toàn quốc Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2017, hai giải nhì, hai giải ba Công an tỉnh Bình Thuận, giải nhì Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận, giải đồng hạng các ca khúc tỉnh Ninh Thuận và một số giải thưởng khác. Cùng với nhiều tác phẩm được đăng tải trên tạp chí báo của tỉnh và diễn đàn văn nghệ, lưu diễn trong nước và nước ngoài như Tổ quốc tôi yêu, Tình bạn sáng trong, Tình hữu nghị Việt Lào, Phiên gác đêm biên giới. Một lần nữa, trân trọng chào đón toàn thể quý vị chúng ta cùng tham dự đêm nhạc nhạc sĩ Vĩnh Lộc với chủ đề quê hương và tình yêu. Kính thưa quý vị, và bây giờ, thay cho lời cảm ơn đến các cá nhân, các đơn vị cùng tổ chức đồng hành và góp phần tạo nên thành công cho đêm diễn, chúng tôi trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời ông Trần Hữu Hiếu, Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông và Sự kiện IQ. Trân trọng kính mời ông Lê Minh Tú, Giám đốc Công ty Thiết kế In ấn và Quảng cáo Trí Việt. Ban nhạc và các ca sĩ biểu diễn trong chương trình, chúng ta cùng lên sân khấu để nhận hoa từ chủ nhân của đêm nhạc tối nay, nhạc sĩ Vĩnh Lộc. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời ban nhạc và các ca sĩ biểu diễn trong chương trình, chúng ta cùng lên sân khấu để nhận hoa từ nhạc sĩ Vĩnh Lộc. Chúng ta sẽ gửi những bó hoa tươi thắm như một lời cảm ơn đến các đơn vị đã đồng tổ chức chương trình cũng như các cá nhân đã tham gia tạo nên thành công của đêm diễn tối nay. Diễn được thành công thì không phải là sự cố gắng nỗ lực của riêng một cá nhân hay một tập thể nào, mà nó là sự đồng lòng, nó là sự chung sức và nó là sự cố gắng nỗ lực của cả tập thể, cả đơn vị tổ chức là đơn vị cổ phần truyền thông, công ty cổ phần truyền thông và tổ chức sự kiện IQ, cũng như của các thành viên của ban nhạc và đặc biệt là phần biểu diễn của các ca sĩ trong buổi tối nay. Và với tình cảm của mình, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có một đêm nhạc thật sự ý nghĩa và trọn vẹn. Come on.
ơn sự đóng góp của tất cả quý vị và chúc mừng nghệ sĩ Vĩnh Lộc.